ผมดื้อเสียแต่แม่เพื่อนให้ไปผมดื้อผมดื้อนะผมดื้อนะนำชุดเอาเตรียมมันให้เจ้ามันนะได้ไหมผมดื้อem lấy cân của Nhung Nguyễn rồi nha tỷ tỷ dừng lên dạ, em xin bạn hai nha Phụng nghi đình đã đăng sáu giờ này giờ nàng ra đây cùng ta đông cả chẳng biết giờ này là giờ nào kẻ người ta không mất có người ta bán có người ta trả cô đợi ra đây bố sẽ em ra đây từ nãy đến giờ nè Yêu Thùy Dạ Đây hành động đó, đó đã tới đây Lớp nàng trùng sẽ bốc đường mày Sống cuối cùng mày sẽ má liệu Nàng qua đây cho má biểu Chàng qua đây em biểu Mà nói nàng qua đây cho má biểu Chàng qua đây em biểu Không biểu Ai biểu Không Má biểu, má biểu, 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 biểu. Bây giờ nàng qua không? Tiếp qua không có được. Tại sao nàng qua đây không được? Tại vì năm mấy cái cầu. Năm mấy cái cầu? Ờ. Cái cầu sao mà mắc? Thì cái cầu nhỏ xíu à. Em qua thì cái cầu đuổi em dợt chân. Em té xuống nước rồi. Rồi uống nước người chết thì làm sao? Ở đó mà nhõng nhẽo chứ ta. Về nhõng nhẽo với nhau một bự đi. Nè, bây giờ nàng chịu qua đây không? Chàng qua đây trước em à Cái gì? Tao bảo trước nè Ờ hả? Ờ, là có chuyện đó Bây giờ không qua phải không? Không Không qua thì tôi đứng ở đây hoài Cái gì? Đứng ở đó hoài hả? Ờ Được rồi, đứng ở đó đi Để tao kiếm cục đá, tao cởi cho Á, à, trời ơi, chết tôi rồi nè Đi đâu quá Chuyện gì vậy đi tụi em Bé cái mũi của tôi rồi nè Đau quá Trời ơi Cái cục đá Nó còn cầm trong tay nè Chổi hồi nào Mà bể mũi Ủa Chưa chổi hả Tưởng chổi rồi thì bể mũi Còn chưa chổi thì không sao Thôi được ta qua nước nàng Rồi nàng sẽ biết ta của ta Nè, để lên nha Để lên à Để tôi chờ lâu tôi dần nha Tiêu truyền À, ôi chết trời ơi Chuyện gì nữa vậy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đâu. Nắm mạnh nàng uống cho, mà nắm nhẹ nàng cũng không chịu. Có biết phải làm sao bây giờ? Trời ơi, cô ấy kìa, cô ấy biết mặt giận kìa. Mặt giận sao? Giận thì dễ thương nè. Kệ ta, mặt tròn mặt méo kệ ta. Giờ sao? Chịu qua chưa? Chịu nè, đi ha. Dạ. Về đi. Ủa, cái gì kỳ cục không à? Khi không cái biểu người ta qua đây, chưa có nói gì hết trơn hết rồi, rồi cứ đuổi người ta về à? À, tại hồi nãy ta nhớ, ta thương, ta muốn gặp nàng. Bây giờ, ta hết nhớ, ta thương, ta đuổi nàng về đó. Nè, đuổi phải không? Về đi. Tôi về thiệt à? Không cản hả? Không. Tôi về thiệt nè. Về đi. Ở đó mà hâm với vợ. Cái mặt đẹp trai nè. Mà không ưng. Ưng chi cái người mặt đó kìa. Cái bụng bự như là con hải nương vậy đó. Mà nói thiệt với nàng nha. Thằng ta yêu đi. Thank you.
minh chung giải tâm đồng, chờ tiếng nhạc huyết hồng pháo đỏ đỏ đơn đường chiều cưới đầy hoa. Thì đồng thế sư dân đời sang qua, hỏi mọi sự mới biết thiếu thuyền là nữ môn. Lời báo dù không tâm nhưng đã nhận làm dưỡng phụ, xin rước dâu già đẹp tận cùng mà nghĩa tử. Nàng con ta đến về bên đông giang, thúc lời ưng nhìn ai quân xa. Trời mây cao nghiêng băng lò Oh.
ta đã hiểu nhau. Cô linh hài chỉ sẽ lòng tới lệ. Này, về đi. Phong tiêu đời như cánh bèo trôi theo dòng. Dòng đời đưa đấy về nơi chân. Bây giờ thì có chết mới tỏ lòng trung thị. Nàng có dám đến không? Nếu mà nàng chết thì ta mới tin. Trời ơi, Phùng Tiên, thiếp đã nói hết lời mà chàng chẳng hiểu. Thôi thì tôi chết đi cho ai khi vừa lòng. Chết đi. Được rồi, để tôi chết cho ai khi vừa lòng mà. Tôi chết nè. Quang nguyên đánh mà cũng tên thử đất. Nó đến đó tập giả thủy quyến. Do ngắn cho tiên bố không truyền sống cô liên. Thiếp chết đi cho rồi nè. Sống chi mà bị phúc phạm nè. Trời cao đất dài soi xét. Nào chan vô lệ sống bên em hôn kiếp tàn. Tôi chết chơi kia chưa lòng. Ôi ơi, cục cưng không có cục cưng gì hết à. Ôi ơi, tình nương không tình nương gì hết à. Cái sắc hồ tai à tai. Duyên lại yêu thèm chết Phùng Tiên gánh gỡ. Như nguyên ương liền cánh, như hoa nọ liền cánh. Tiêu thuyền